Ông TV xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn và tất cả các bác. Ông theo cái dòng thời gian thì hôm qua thì ông TV đã chia sẻ với mọi người tất cả cái về cái đàn ong mà nó hiện tại bây giờ là nó có hiện tượng mật thì nhiều, chúa đẻ rất là kém. Thì cũng qua một số bác ở trên nhóm cũng như là gọi điện đến với ông TV rằng là than phiền cái việc này. Bây giờ chúng ta cần phải giải quyết cái việc tức là kích cho ong chúa đẻ. Thì trước hết chúng ta cần phải khai thác, chúng ta phải quay cái mật ở trong đấy đi. Thì khi mà mình quay mật đấy đi rồi thì con chúa nó mới có chỗ để nó đẻ vào. Thế thì khuyên tất cả các quý vị và các bạn là chúng ta xử lý bằng cách là quay mật đi trước đã. Cái này ngon lắm các bạn. Sau đó quay mật đi xong rồi chúng ta sẽ dùng cái biện pháp như thế này là chúng ta kích cho con chúa đẻ. Thì cái biện pháp kích cho chúa đẻ thì cũng cho ong chúa đẻ thì nó cũng có nhiều cách khác nhau. Thế nhưng mà đây ông TV hôm nay sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một cái phương pháp kích cho con ong chúa đẻ mà trước giờ tôi cũng hay sử dụng. Trước hết là chúng ta phải có nên dùng mật ong này. Mật ong đang ăn dở các bác ạ. Thứ hai là có thể là các bác dùng đường. Thứ ba nữa là các bác dùng sữa ong thọ. Và thứ tư nữa là các bác chuẩn bị cho một ít sữa chua các loại có đường các bạn. Thì sữa chua nếu như mà ai mà làm ít thì ta có thể mua luôn những cái hộp sữa chua, ví dụ như hộp sữa chua như thế này ở ngoài quán luôn. Hoặc là có thể là các bác tự làm sữa chua để cho ong ăn. Đây, cái này sữa chua này rất là tốt. Thì khi chúng ta khai thác cái mật kia đi rồi thì chúng ta cần phải bổ sung ngay một số cái vi lượng cho ong, mà trong đó sữa chua này và sữa ong thọ này nó rất là tốt, nó có rất nhiều dinh dưỡng và chất cần thiết để cho ong. Thế còn sau đó ngày mai chúng ta mới bo phấn các bác ạ. Đến đâu nhỉ, thứ tư rồi, thứ năm nữa là các bác chuẩn bị cho một cái bình nước trắng, nước sạch. Ây da, nặng quá. Tiếp nữa là một cái chỗ để pha, một cái ca này để chúng ta pha dung dịch, gọi là dung dịch vào đây để chúng ta ngoáy lên cho nó đều. Tiếp nữa chúng ta chuẩn bị giúp cho tôi một cái bình xịt hoa này, ta rửa sạch. Lưu ý là trước khi dùng ấy chúng ta cần phải súc sạch cái bình, và khi mà chúng ta mua ấy là phải xem kỹ bên trong bình nó có vấn đề gì không, nhớ đâu chủ quán người ta vui tay người ta mang đi, người ta pha thuốc gì đó vào đây xong là tới cây tới hoa người ta bán cho mình là ong nó nhạy cảm với các cái loại thuốc bảo vệ thực vật lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ pha một cách như này. Các bác rót, nếu như mà các bác dùng đường thì các bác rót nước vào, ví dụ cái bình xịt này nó là 1 lít thì ta chỉ pha là 800 ml thôi. Đúng rồi, thì để tránh để nó có một khoảng không, thì khi chúng ta bơm xịt ấy thì nó chúng ta mới cái bơm có không khí vào đấy được. Thì chúng ta sẽ pha 800 ml nước vào, pha đường vào đó. Vâng. Em thì báo cáo với các bác trên kênh thì em cũng ít tuổi thôi, năm nay mới có 34 35 thôi. Thế nhưng mà hội hè thì nhiều thứ hội lắm. Riêng có một cái hội là hội các cụ thì em chưa được vào. Chưa được vào hội các cụ các bác ạ. Rồi, không nan man, không tếu đáo nữa. Bây giờ em sẽ pha nước vào đây. Mua 2 hộp này về để giải quyết cho 22 đàn ong, nhưng mà về nhà con mấy đứa trẻ nó giải quyết hộ cho bố nó một hộp rồi. Thậm chí ở phía dưới này các bác có thể nhìn thấy đây là khu vực mà gọi là công trình của các cháu. Cái họa tiết này nó vẽ thay giống như kiểu kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội ấy. Người ta làm những cái trang trí hoa văn dọc đường, nhưng mà đây các bác có thể thấy là các cháu nó vẽ luôn trên tường của bố nó. Đẹp lắm các bạn. Em sẽ pha nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành pha. Cho vào cái khay này cho nó nước nó đỡ rớt ra ngoài các bác ạ. Nó sẽ cho mặt vào đây. Cho nước vào trước đi. Rồi chúng ta sẽ cho mặt vào. Được chưa ạ?
hơi nhiều một chút đúng không? Hơi nhiều chúng ta lại đổ bớt lại. Cá cốc sạch không vấn đề gì cả. Chúng ta xịt như thế này ong đẻ rất là tốt các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho mật ong vào. Thì cái đoạn này có lẽ là em xin phép là cho vào và cắt bớt hình đi. Nhưng nó dài quá, mật nó chảy lâu, nó dài, nó tốn thời gian của các bác. À, ok. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ cho sữa đặc vào các bác. Đây, mình sẽ cho sữa đặc vào đây. Chúng ta xịt nó đặc đặc vào không sao đâu các bác. Chúng ta sẽ ngoáy lên. Rồi cho sữa chua vào. Sữa chua thì với một bình xịt này em chỉ cho từ 1 đến 2 hộp sữa chua này thôi. Sẽ cho sữa chua vào các bạn. Trước khi chúng ta xử lý này, chúng ta cần phải bỏ sữa chua ra ngoài khoảng độ 15-20 phút để cho sữa nó nguội, nó đỡ lạnh. Thì khi chúng ta bỏ ra ngoài như vậy thì được một lúc rồi thì chúng ta sẽ làm này nó không bị khó ngoáy, khó tan các bác ạ. Mình sẽ cho thêm một hộp mà cái sữa lạc này nó thiếu nên này. Cho thêm hộp này vào. Mình sẽ cho hộp thứ hai này vào các bác ạ. Cho nhiều sữa đặc vào rất là tốt, đàn ong phát triển rất là tốt đấy các bác ạ. Nhưng mà hôm nay do trục trặc đâm ra là sữa đặc nó ít, nên cho sữa chua vào cũng được. Rồi chúng ta tiếp tục ngoáy lên. Các bác lưu ý nhá, cho ong ăn cho ăn sữa chua chứ không cần phải cho ăn sữa ong chúa đâu. Đấy, cái dung dịch này thì nếu như mà các bác cho ong xịt cho ong cũng rất là tốt. Nhưng các bác đừng xịt vào các bác gái nhé, xịt vào các bác gái là đẻ như ong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cho rót vào bình và chúng ta đi xịt. Nếu như mà các bác mà có B1 ấy, các bác nghiền ra rồi lọc kỹ qua vải kín, vải dày dày một chút ấy, để cho nó tránh bị tắc. Chúng ta trộn lẫn vào đây ong nó, chúng ta sẽ đem xịt cho ong rất là tốt đấy các bác ạ. Đẹp chưa? Vừa xinh. Một chút xíu nữa. Do là ước lượng như trên nó cũng không được chuẩn lắm. Rồi, cho vào và chúng ta sẽ ngoáy đi. Rồi cứ việc đi xịt thôi. Đây, ví dụ như các bác hiện tại bây giờ trời đang nắng quá nên là em chưa ra chỗ đàn ong được. Ví dụ như chúng ta sẽ cầm cầu ong như thế này. Thì các bác lưu ý cho là cầm hơi chếch chếch một chút, nghiêng nghiêng một chút so với mặt chúng ta khoảng độ 30 độ. Như thế này là chúng ta sẽ xịt qua trên mặt cầu thôi, chúng ta cũng không cần phải xịt quá kỹ đâu các bác ạ. Xịt sơ qua, nhát qua để cho ong nó ăn được. Thì khi chúng ta kiểm tra đàn ong cũng thế, nhân tiện hôm nay giới thiệu các bác luôn là kiểm tra đàn ong. Các bác cầm giúp em là ví dụ đây là cái phương thẳng đứng của cái cầu, nó vuông góc với mặt đất khoảng 90 độ. Thì các bác cầm check cho em khoảng độ 30 đến 45 độ như thế này thôi. Các bác đừng nghiêng quá, các bác có thể một số bác lại cầm nghiêng hẳn ngang ra như thế này. Thì những cái hạt phấn mà ong nó mới lấy hoặc là những cái mật giòn mật non ấy, ong nó mới lấy về khi chúng ta cầm nghiêng như thế này là nó sẽ rơi xuống phía dưới này. Các bác kiểm tra, các bác hết thì để ý xem. Kiểm tra như vậy thì những cái hạt phấn hoặc là những cái giòn mật nó sẽ rơi xuống dưới cầu xuống dưới này. Thì cái thời điểm này nó chỉ lãng phí thôi. Về cái thời điểm mà mùa đông ấy nó khan hiếm mật ấy, thì khi mà giòn mật nó giỏ như thế nó sẽ giỏ ra, nó sẽ rơi ra ngoài. Rơi ra ngoài, tình cờ nó rơi ra ngoài như vậy thì con ong khác nó thấy hương thơm, nó sẽ đến nó cướp mật, nó sẽ dẫn đến tình trạng mật đàn ong nọ cướp mật đàn ong kia các bác ạ. Đây, chúng ta chỉ cầm chắc như thế này và chúng ta sẽ xịt rải đều trên mặt cầu này. Thì chút nữa đây em sẽ đi mang đi xịt, nhưng mà nó bây giờ nó nắng quá đâm ra là em chưa làm được. Để chiều nay còn đi làm việc khác cho đâm ra không có thời gian để quay video giới thiệu với các bác được. Thì rất là cảm ơn, qua đây em cảm ơn tất cả quý vị các bạn và tất cả các bác đã chia sẻ cái video của Ong TV đến mọi người để báo mọi người biết được rằng là Ong TV cũng mới nhận lại được kênh. Thì rất là cảm ơn tất cả quý vị các bạn và tất cả các bác rất là nhiều.
để nhân tiện cái dịp này thì có lẽ là cứ mỗi một ngày em sẽ quay một cái video, mỗi một ngày em sẽ chia sẻ một cái video trong khoảng độ chục ngày thôi, vì công việc cũng rất là nhiều, cũng gọi là cảm ơn các bác chia sẻ tương tác rất là tốt. Đấy, cũng hay, cũng cho ông TV những nút like cũng như là những bình luận rất là hay, cũng hỏi ông TV ở trên phần comment các thứ đấy, các bác cứ hỏi. Thế còn về cái vấn đề livestream thì em đang nghiên cứu, một số bác cũng có yêu cầu là livestream để chia sẻ trực tiếp ở trên kênh, để các bác cùng tương tác đến kênh cho nó dễ. Thế nhưng mà cái vấn đề livestream thì em cũng rất là ngại, vì ở chỗ em sóng nó vẫn rất là chập chờn, thì không biết là đến khi nào nó ổn định hơn thì em sẽ livestream. Rất là mong có thể là thứ chủ nhật này, hoặc là thứ hai này, hoặc là thứ ba, thứ tư gì đó, nếu như mà có thời gian tối livestream được thì buổi trưa hoặc là buổi sáng em sẽ đăng trên phần cộng đồng ấy, thì mà các bác nếu mà thấy thông báo thì các bác có thể là click vào đấy để xem. Thế khi nào livestream được em sẽ thông báo từ buổi sáng, hoặc là em sẽ thông báo ở trên cái nhóm ông TV trên Facebook ấy. Rồi em rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn cũng như các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bác có đàn ông đẻ rất là khỏe, hãm không nổi nữa. Xin chào.